Tiểu sử Dũng Đùi, Trung Giang Hồ Nghệ An Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bảng. Trong giới giang hồ từ Nam Chí Bắc thập niên 90-2000 của thế kỷ trước, Dũng Đùi luôn xếp vào dạng mầm trên, bởi các giang hồ có xuất xứ từ mảnh đất Nghệ An này là chiến hữu của những cái tên như Dũng Bắc Cạn, Dũng A Cả, Minh Sứt, vân vân. Dù có quê gốc Nghệ An, nhưng Dũng Đùi chủ yếu hoạt động ở Sài Gòn với những thành tích cực kỳ bất hảo. Tiểu sử Dũng Đùi. Dũng Đùi tên thật là Nguyễn Duy Dũng, sinh năm 1967 ở Tân Kỳ, Nghệ An. Dũng Đùi thể hiện tố chất ông chùm ngay từ khi bập vào giao hồ bằng những tính toán rất cụ thể cho các kế hoạch phạm tội có tổ chức của mình. Bản lĩnh ông trùm của Dũng Đùi được phát tiết khi Dũng Đùi âm thầm chỉ đạo đàn em trong đường dây đánh những chuyến hàng chết đầy chất ma quái. Dũng Đùi không lộ mặt, cũng chẳng thể hiện mình là ông trùm vì thế nhiều kẻ buôn hàng đã nhầm tưởng Dũng Đùi chỉ là một con tép, không đáng quan tâm. Để điều khiển đường dây của mình, Dũng Đùi sẵn sàng biến mình thành anh xe ôm cẩn mẫn, thành người làm đồng miệt mài để theo dõi chính những đàn em của mình, xem chúng làm ăn như thế nào. Với đường dây của mình, những năm sau, Dũng Đùi liên kết với mình Sứt, một chùm giang hồ người Hải Phòng để tạo ra một liên minh buôn bán hàng trắng cực khủng vào lúc đó. Được biết Nguyễn Duy Dũng là đối tượng hình sự có nhiều tiền án, tiền sự, về các tội đánh bạc, cố ý gây thương tích và mua bán hàng. Vào cuối năm 1998, Dũng cùng vợ là Nguyễn Thị Hương vào thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đường dây mua bán hàng đặt đại bản doanh tại nhà anh vợ là Nguyễn Viết Dũng, tức Dũng Lừng, số 316 bis cách mạng tháng 8, quận 3. Nguồn hàng chủ yếu do Trần Văn Thanh, tức Thành Tứ, đã chết trong trại giảm. Trần Văn Tài vận chuyển từ Lào qua cửa khẩu cầu treo Hà Tĩnh vào thành phố Hồ Chí Minh bán sỉ. Vợ chồng Dũng Hương thuê khách sạn Việt Hồng trên đường Võ Văn Tần, quận 3 cho Lê Thanh Hiền, Nguyễn Phan Bình, tức Bình Con và Nguyễn Văn Bình, tức Bình Xoan, từ Nghệ An vào cư ngụ, trang bị xe máy, điện thoại để ba đối tượng này đi giao hàng cho các đầu mối như Lâm Việt Sơn, tức Sơn Bách, Trần Văn Thành, tức Thành Sủi, vân vân. Nói là bán lẻ, nhưng số lượng mỗi lần giao hàng đều tính bằng đơn vị cây, chỉ, những người mua lẻ đó lại bán tiếp cho từng chân rết nhỏ ở các vũ trường, quán bar và con nghiện. Khi Dũng vào Sài Gòn, liên minh của Dũng đuôi và Minh Sứt bị tàn giã. Vào thời điểm những năm 90 của thế kỷ 20, có nhiều đường dây lớn khác do Thanh Tứ, Nguyễn Duy Dũng, tức Dũng đuôi, mỗi tên cầm đầu một đường dây lớn hoạt động ở Nghệ An. Nhiều lúc hút hàng, bọn chúng vẫn lấy hàng của nhau. Lúc này dưới tay Dũng đuôi có hàng chục tên đầu cấu ở Nghệ An. Tuy nhiên khi ấy Minh Sứt cũng tỏ ra không kém cạnh khi có đám giang hồ đất cảng là Dung Hà hỗ trợ đắc lực phía sau. Nhiều lần khi Minh Sứt sai đàn em đến chỗ Dũng Đùi lấy hàng, đám đàn em này ăn nói lấc cất với Dũng, thậm chí còn mang danh đại ca Minh Sứt ra dọa Dũng. Mấy lần Minh Sứt hẹn mua hàng của Dũng Đùi nhưng đến lúc giao nhận hàng thì Minh lại dở quẻ. Từ đó hai bên luôn xảy ra ẩn oán với nhau. Năm 1999, Dũng Bắc Cạn, Dũng Đùi cùng Dũng Mốt mua hàng mang vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ cả bọn thuê khách sạn mbc để ở và tập kết hàng minh sứt chỉ đạo hải chó ngao báo công an đến bắt dũng đùi khi công an ập tới cả bọn bỏ lại cả hàng hóa tiền mặt cùng một xe ô tô xuyên lục địa chạy thoát thân vì tên gián điệp hai mang dũng bắc cạn vừa là đàn em của minh sứt vừa là đàn em của dũng đùi nên sau vụ bị xì si đều này dũng đùi thù minh sứt thấu trời dũng đùi tổ chức cho đàn em tìm hải chó ngao để chém Hải sợ quá lặn một hơi, không dám trương mặt ra trốn giang hồ. Tháng 2 năm 2001, Công an An Giang bắt quả tang hai đàn em của Minh Sứt là Dũng Bương và Hải Luận đang vận chuyển hàng. Tuy là cánh khác, nhưng Dũng Đuôi cũng mua hàng chung từ một mối từ Campuchia qua đường An Giang về thành phố Hồ Chí Minh. Là một chuyên gia ném đá dâu tay, Minh Sứt đã xúi hai tên đàn em đổ tội đánh hàng thuê cho Dũng Đùi. Và sau đó Dũng Đuôi đã bị bắt. Ngày 22 tháng 12 năm 2001, vụ án năm cam xảy ra. Hải Bánh Thành Khẩn khai báo vụ Dũng Đuôi tổ chức buôn lậu hàng, bị bắt hụt tại khách sạn MBC, nên Dũng Đuôi được di lý từ công an An Giang về công an Tiền Giang để làm rõ. Do thâm thù Minh Sứt, nên Dũng Đuôi khai toẹt ra hắn có bán cho Minh Sứt hàng chục bánh. Ngày 26 tháng 5 năm 2002, Minh Sứt cũng tiếp tục bị ban chuyên án nằm cam bắt với tội mua bán trái phép chất cấm. Từ đây, hàng loạt chuyến hàng buôn bán của ông chủ Minh Sứt đã được cơ quan điều tra đấu tranh làm rõ. Trung án Sau khi bị bắt, Dũng đuôi luôn miệng nói chấp nhận hết tội lỗi và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội mua bán hàng, đưa hối lộ, bị truy tố. Dũng chỉ xin minh oan cho vợ không liên quan đến hành vi đưa hối lộ của mình. Bị cáo này cho rằng các bị cáo khác do bị bắt theo lời khai của Dũng mà đã cung cấp cho cơ quan điều tra những thông tin sai, bất lợi cho vợ mình. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Hương là đối tượng trực tiếp tham gia đường dây mua bán hàng này, nhưng bỏ trốn và đang bị truy nã. Từ việc bắt được Dũng Đùi, cơ quan điều tra đã phát hiện ra hành vi nhận hối lộ chạy án của Nguyễn Công Triều, điều tra viên công an thành phố Hồ Chí Minh và Phan Văn Hải, giám đốc một văn phòng tư vấn luật. Theo đó vào tháng 9 năm 1999, bị cáo Lê Thanh Hiền bị bắt quả tang mua bán Dũng liền báo tin và chuyển cho một đối tượng khác là Trần Văn Tài 20.000 đô la Mỹ để lọ bịt thông tin liên quan đến mình. Tài nhờ Hải và Hải móc với Triều cùng làm ăn. Theo lời khai của Hiền tại tòa, điều tra viên Triều đã đưa ảnh cho bị cáo nhận dạng một đối tượng hàng khác tên là Lâm Việt Sơn, nhưng đã cố tình hướng dẫn để Hiền khai không biết đối tượng này. Theo lời khai của các bị cáo, điều tra viên Nguyễn Công Triều còn làm tiền Sơn lấy hơn 35,7 triệu đồng Cuối cùng nhờ khai báo thành khẩn, Dũng Đùi được giảm án từ tử hình xuống trung thần. Nỗi sợ của ông Trùm Trong thời gian ngồi chờ, tôi ngồi nhầm lại những gì mà mình được biết về Dũng Đùi trước khi đến đây. Có nhiều tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, buôn bán hàng cấm. Dũng cùng Nguyễn Thị Hương vào thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đường dây đặt đại bản doanh tại nhà anh vợ là Nguyễn Viết Dũng, tức Dũng Lừng. Nguồn hàng chủ yếu do Trần Văn Thanh, tức Thành Tứ, đã chết trong trại giam. Trần Văn Tài vận chuyển từ Lào qua cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh vào thành phố Hồ Chí Minh bán xỉ. Cánh cửa phòng mở, Dũng đùi bước vào. Gương mặt vuông chữ điển, tóc muối tiêu, đeo kính trắng, dáng vẻ thư sinh của Dũng khiến tôi không tin mình đang đối diện với một chùm hàng trắng. Giọng nói buồn buồn nhỏ nhẹ, Dũng kể: "Cuộc đời tôi là những vết trượt dài, tôi nghiện, để có tiền hút hít, tôi buôn, ban đầu chỉ có con theo đơn vị phân chỉ, sau đó buồn bán lớn, trở thành ông chùm với hàng chục bánh. Tôi ân hận mình đã đi sai đường. Sinh năm 1967, Dũng đã kịp có ba vợ, ba con, hai con trai, một con gái. Dũng kể cho tôi nghe chuyện vợ con bằng giọng trầm buồn. Người vợ thứ hai của tôi, Nguyễn Thị Hương, đã bỏ tôi sau khi tôi vào tù. Bây giờ nghe cô ta đang sống với một đệ tử của tôi. Còn người vợ trước đang ở Đức. Nghe tin tôi bị bắt đã đưa con về Việt Nam, mong muốn được quay lại với tôi. Người phụ nữ trở về từ nước Đức đã có bầu với Dũng trong một lần đến thăm Dũng trong căn phòng hạnh phúc của trại giam số 3. Những phạm nhân nào có thành tích cải tạo tốt sẽ được gặp vợ trong 24 giờ ở một căn phòng của trại giam gọi là phòng hạnh phúc. Bây giờ vào tù anh sợ điều gì nhất? Tôi có hai nỗi sợ, sợ con hư và sợ con nghiện. Ba đứa con tôi đều đang ở độ tuổi 15, 17 tuổi, nếu không được giáo dục cẩn thận thì rất dễ hư, nhất là khi chúng lại có một ông bố như tôi. Tôi vẫn thường tâm sự với các con là bố biết bố sai rồi, bố có tội với các con. Các con hãy tránh xa con đường của bố đã đi và cố gắng học tập nên người. Cũng may các con tôi đều ngoan và thương tôi. Ở trại giam số 3, người ta quen với hình ảnh người đàn ông tóc muối tiêu, đeo kính trắng chăm sóc cây cảnh. Ấy là chùm một thời Nguyễn Duy Dũng đang cố gắng cải tạo để mong được giảm án, sớm ra tù làm lại cuộc đời trước mặt tôi bao nhiêu chất yên hùng của một quái kiệt giang hồ trong dũng bay biến đi đầu hết chỉ còn lại hình ảnh một người đàn ông có gương mặt buồn và đôi lúc tỏ ra mềm yếu khi nhắc đến những người thân mỗi khi nhớ đến ba mẹ tôi lòng tôi lại đau nhói tôi có tội với ba mẹ tôi quá cả hai người đều là bộ đội về hưu sống rất hiền lành nhân hậu vậy mà tôi hỏi anh có muốn tôi đến thăm ba mẹ anh không dũng gật đầu Nhà ông Nhuần, bà Tâm ở xóm 5 xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Biết tôi vừa gặp Dũng ở trại giam số 3, ông Nhuần cho chuyện cởi mở chân tình. Dũng sinh ra trong một gia đình bộ đội. Tôi là bộ đội đánh trận Điện Biên Phủ, vợ tôi cũng là bộ đội, các anh chị của Dũng cũng đều là bộ đội cả. Bản thân Dũng cũng từng đi bộ đội về. Sau đó Dũng lấy vợ có con, nhưng rồi bị bạn bè lôi kéo, dính vào tệ nạn. Vợ chồng tôi tuyên bố với Dũng, nếu mi đi buôn bán hàng, thì ba mẹ không nhận là con nữa. Ba mẹ chết cũng không được về thắp hương. Dũng nói, con mà làm việc đó thì còn tự bắn con, con trước. Nói vậy nhưng Dũng vẫn xa vào con đường Mai Thúy và bị công an bắt. Người ta đến độ tuổi như tôi thì thường được con mời đi du lịch. Nhưng tôi 34 năm đi bộ đội rồi, giờ lại mang ba lô, cầm thẻ đảng. Tôi đã 55 tuổi đảng. Và giấy giới thiệu quân đội về hưu, tất tả đi khắp các trại giam tiền giang, an giang, đồng tháp, để thăm con. Đi đến đâu người ta cũng thương tôi, chưa ai nói với tôi một câu đau lòng. Do ông nhuần lặng đi một lúc. Khi con trai bác buôn hàng, Dũng có hay biếu ba mẹ tiền không? Ông nhuần nói ngay. Tôi tuyên bố với cả gia đình này là tuyệt đối không dính tới thằng Dũng, không cầm một xu nào của thằng Dũng. Bây giờ Dũng bị bắt, các con tôi đều thấy tôi nói đúng. Nếu cầm những đồng tiền đó thì gia đình tôi cũng liên lụy, rồi bị làng nước xem khinh. Vào thời Hoàng Kim, Dũng Đùi đã có những lần đại hội anh hùng ở vũ trường New Century cùng Minh sức Dũng Bắc Cạn với rượu ngon, gái đẹp, tiêu tiền như đốt. Có tiền, Dũng cũng dính vào cờ bạc rượu chè. Bình thường một ngày Dũng đốt 5-6 bào thuốc lá. Trong khi đó, bằng đồng lương đạm bạc của mình, bố mẹ đã âm thầm nuôi con Dũng. Đó là con của người vợ tên Hà, nay đã đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Vợ chồng ông Nhuần đã mấy lần lên chạy ba thăm con trai. Họ vui hơn khi nghe Dũng nói ba mẹ yên tâm, con biết phải làm gì rồi. Ông Nhuần nhầm tính, thằng Dũng sinh năm 1967, nếu cải tạo tốt sẽ được giảm án, ra tù sớm thì vẫn còn nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời. Được biết hiện tại thì Dũng Đùi đã chính thức được trả tự do. So về bản lĩnh, đàn em, tiền bạc trong thời Hoàng Kim, chắc chắn không bao giờ kém hải bánh. Tuy nhiên Dũng Đùi lại không thích phô trương sau khi ra tù, nên đã chọn làm lại cuộc đời một cách lặng lẽ, âm thầm. Cuối video là chuyên mục dành cho quý vị yêu thích tranh. Chúng tôi vừa mở một shop bán tranh theo yêu cầu với tất cả thể loại, người, cảnh, vật. Với hai dòng tranh cao cấp là tranh tráng gương và tranh lụa. Tranh có thể lau chùi thoải mái, chống nước, chống xước và khó phai màu theo thời gian. Độ bền tối thiểu 10 đến 15 năm. Quý vị có nhu cầu đề co phòng ngủ hay góc làm việc và trang trí của mình thì hãy inbox ngay vào fanpage shop tranh OV để đặt hàng. Link chúng tôi sẽ ghim ở phần mô tả. Hãy mua tranh để ủng hộ OV Đại Bàng. Trên đây là tiểu sử Dũng Đuôi, chùm giang hồ Nghệ An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.